Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nhà kinh tế học người Nga, ông Mikhail Khazin tin Liên minh châu Âu, ít nhất là phần phía Tây của tổ chức, có thể sụp đổ vào mùa hè này. Các cuộc biểu tình rầm rộ ở Pháp chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt, những người theo trào lưu chính thống Hồi giáo vẫn chưa tham gia. Đây là một phản ứng thuần túy đối với hành động bị xem là độc đoán của Tổng thống Macron khi cải cách được thông qua với việc vượt mặt Quốc hội. Tình trạng bất ổn diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng ở EU và các vấn đề tài chính nghiêm trọng tiếp tục phát sinh, trong khi Hoa Kỳ cũng quan tâm đến điều này và đang cố gắng kéo sản xuất của EU từ Tây Âu sang lãnh thổ của mình. Bên cạnh đó là Anh, quốc gia muốn tạo ra khu vực tiền tệ của riêng mình. Theo chuyên gia kinh tế người Nga, châu Âu sẽ không thể thoát khỏi tình hình hiện tại. Trong nhiều tháng liên tiếp, doanh số bán lẻ liên tục sụt giảm, đồng nghĩa với việc mức sống của người dân đi xuống là yếu tố cực kỳ nguy hiểm. EU không thể đưa ra đánh giá đầy đủ về những gì đang xảy ra, nhưng một số nhà lãnh đạo châu Âu nói trước công chúng đơn giản là sai lầm.